Ngày 10 tháng 1, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng tập thể lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, ủy viên ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, đại diện các huyện ủy, thành ủy, ủy ban kiểm tra trực thuộc tỉnh ủy. Trong năm 2022, ban chấp hành trung ương bộ chính trị, ban bí thư đã kịp thời ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng và tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả ở các cấp. Trên cơ sở đó, Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy ra soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình hướng dẫn về công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đảm bảo khoa học, đồng bộ, thống nhất và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị. Công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, không dừng, không nghỉ, không trùng xuống, góp phần khẳng định trách nhiệm và quyết tâm cao trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng kiểm tra xử lý kịp thời, nhiều vụ việc phức tạp tồn đọng nhiều năm được kiểm tra xử lý dứt điểm, kiểm tra kết luận xử lý kịp thời các tổ chức đảng viên có vi phạm trong đại dịch Covid-19. Qua kiểm tra đã kiên quyết xử lý, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị thường trực ban bí thư trung ương đề nghị trong thời gian tới cấp ủy tổ chức đảng ủy ban kiểm tra các cấp nhất là người đứng đầu cần tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác kiểm tra giám sát tập trung chỉ đạo tiến hành kiểm tra xử lý kịp thời nghiêm minh các tổ chức đảng đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi tăng cường công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng nhằm tạo chuyển biến tích cực rõ rệt toàn diện hơn trong toàn ngành khắc phục tình trạng bao che giấu giếm tại các địa phương cơ quan đơn vị kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa